Hello anh em, chào mình đang quay trở lại với channel của mình là 69 Gaming. Hello anh em, chào mình em quay trở lại tiếp tục với tựa game One Woman của BNG. Và hôm nay là ngày thứ 38, anh em chúng ta trải nghiệm với tựa game này với một cái người chơi nông dân như mình. Mình làm chủ yếu là về cái series nông dân nha anh em. Đây, hôm nay thì rất là vui vì ngày của nông dân đã tới rồi anh em ạ. Hôm nay ngày của mấy anh em nông dân chúng ta đã đến và hôm nay là có một cái rất là nhiều sự kiện cho anh em chơi luôn á. Đây, rất là nhiều sự kiện cho anh em. Đầu tiên là mình sẽ nói về cái sự kiện và cái gói nạp không đồng trước cho anh em đi. Đây là cái gói nạp không đồng cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ ăn, và cái gói 20k nạp đó, nạp 22k chỉ bằng 1k đã quay trở lại rồi anh em à. Thì anh em nào mà chưa nạp này, anh em inbox cho mình ngay và luôn cái đường link Facebook mình để dưới phần mô tả của video này, và anh em cứ inbox cho mình và mình sẽ lì xì cho anh em 1k để anh em có thể làm cái gói 22k này để mà có thể trải nghiệm game. Thì cái này là mỗi cái tài khoản Zalo Pay với lại mỗi cái tài khoản game chỉ có thể là mua được một lần duy nhất nha anh em. Vì vậy mà anh em nào chưa mua thì hãy inbox cho mình đó, thì anh em phải nhớ là nên tải cái Zalo Pay trước khi mà anh em inbox cho mình nha. Để anh em chưa có tải app Zalo Pay mà anh em gửi cho mình thì mình lì xì qua thì sẽ không có vô tiền đâu. Mà sau khi mình lì xì xong rồi mà anh em tải app thì cũng vẫn sẽ không có thấy được cái lì xì đâu. Vì vậy mà anh em chịu khó tải cái app Zalo Pay trước nha. Đầu tiên thì mình sẽ review cái gói nạp không đồng trước cho anh em xem. Thì anh em phải vô cái trang pay.zin.vn/game/onewoman. Thì cái đường link này mình có sẽ để dưới phần mô tả cho anh em luôn. Anh em chỉ việc đi vô cái đường link này thôi. Hiện tại bây giờ thì mình đã vô sẵn cái tài khoản của mình rồi anh em à. Đầu tiên anh em sẽ vô cái trang này và anh em sẽ đăng nhập cái tài khoản game One Woman Man của anh em đó. Và anh em chọn cái server và anh em xem thử là cái tên nhân vật xem có đúng hay không nha. Và anh em sau khi anh em chọn xong thì anh em sẽ vô trong đây để mình thoát và mình sẽ vô lại cho anh em xem thử một lần nữa. Đây, đầu tiên nó sẽ vô cái trang nhân vật này. Mình sẽ chọn cái server, mình sẽ chọn server 35 mình đang chơi đây. Và mình sẽ vô đây, đó, nó sẽ nhảy qua bên đây mình. Anh em nào mà chưa biết cái cách mua gói nạp 22k bằng 1k thì anh em mình chỉ ở đây luôn. Anh em vô trong cái gói nạp 7 nè, 7 thủy tinh nè, 20k, 20 phone này anh em, đó anh em đích chưa mua. Đây, ở dưới này anh em chọn Zalo Pay nha anh em. Anh em nhìn thấy là nó 19k phải không? Nhưng mà không, khi anh em chọn vô thanh toán, đây, nó sẽ gửi cho anh em cái mã vạch nó mất tiêu rồi ta. Đây, thanh toán ngay nè. Nó sẽ gửi cho anh em cái mã vạch, anh em sử dụng Zalo Pay, anh em list vô cái chỗ mà quét mã vạch đó, anh em quét cái này nha, anh em đưa cái camera lên, anh em quét ngay cái này nè, đây nó sẽ trừ cho anh em 18k và anh em chỉ việc thanh toán 1k thôi. Rất là đơn giản, có số anh em chưa biết cho nên là nhiều khi mình phải tốn nhiều thời gian mình giải thích, cho nên là sẵn đây mình hướng dẫn cho anh em luôn. Anh em nào mà chưa nạp cái gói đó thì anh em cứ inbox cho mình, cái đường link Facebook mình để dưới phần mô tả nha anh em, đường link Facebook của mình đó. Vì vậy mà anh em cứ inbox cho mình theo cái đường link đó. Và anh em có thể là lên trên Facebook xẹt, anh em xẹt gõ 69 Gaming DKB nha anh em. Đây, 69 Gaming DKB là anh em sẽ có thể vô được cái trang Facebook của mình rồi. Và bây giờ mình sẽ nạp thử gói không đồng xem thử hôm nay sẽ có những cái gì đây. Tên nạp không đồng ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7, ngày 8, ngày 9, ngày 10, 11, 12 luôn. Ôi sao nó nhiều quá vậy nè anh em, tới 20 mấy ngày thôi anh em à. Để mình xem được cái gói nạp không đồng này thử đây. Đó, tới ngày 21 luôn, ngày 21 số ngày là hàng ngày là đó, hàng ngày là nước ép vừa 30. Riêng cái ngày 3 thì nó sẽ có đặc biệt hơn, ngày 7, ngày 14 và ngày 21 thì sẽ đặc biệt hơn. Còn mấy cái ngày bình thường là nước ép vừa và vàng có 5.000 anh em ơi. Ôi, khá bèo nhèo. Đây, ngày 3 nó sẽ đặc biệt hơn xíu, ngày 7 nó sẽ đặc biệt hơn xíu. Ngày 14 nó cũng sẽ đặc biệt hơn một xíu, nó có thêm cái lỗi nha anh em à. Đây. Đó, thêm cái lỗi của mấy con tướng chính, và ngày 21 cũng có thêm một cái lỗi vuông, còn ở trên này là cái lỗi tròn. Đây, ok. Nói chung là cũng được anh em, mỗi ngày anh em vô mua không đồng mà anh em. Đòi hỏi gì nữa giờ, bây giờ mình sẽ đích cho mình sẽ thanh toán đây. Không đồng, free, miễn phí, xác nhận nhận quà. Rồi, tên nhận quà thành công, và ngày mai là ngày thứ hai mà mình sẽ vô. Mỗi cái tài khoản chỉ có thể là mua được một lần nha anh em. Thường thì một tài khoản mà anh em có thể chơi nhiều server đó thì
mỗi cái tài khoản chỉ có thể nhận được mua được một lần thôi, cho nên là anh em nào mà chơi một tài khoản có nhiều server quá là nó cũng không có được mua đâu anh em. Đây thì ở bên đây nó cũng có nói đó, anh em có thể lên trên web của One Win Man và anh em vô trong cái phần sự kiện hoặc các phần tin tức à, để anh em có thể xem lại. Và đây là cái fanpage của mình, sắp tới chắc mình sẽ livestream ở trên đây cho anh em xem ha. Đây hiện tại bây giờ đang được 606 người theo dõi, ủa lộn, người thích anh em vào 1058 người theo dõi. Và ở trên đây là mình chia sẻ là hôm qua là có hai bạn hôm qua là không có ai dự đoán chính xác kết quả sổ số hết, tuần này không ai dự đoán chính xác sổ số hết, nhưng mà mình vẫn có hai cái giải khuyến khích cho hai bạn may mắn có cái đáp án gần chính xác nhất và nhanh nhất, đó là bạn Trần Gia Đức và bạn Phúc Sabo. Hai bạn này mỗi bạn là có thẻ 20k tùy chọn anh em ạ. Từ lúc chơi em gần trúng rồi nè, em đoán 224, tôi 225 nè, kết quả là 226 anh em ạ. Cái này là cái đài kết quả sổ số miền Bắc nha anh em, và nó lấy ba giải rồi, cho nên là tỷ lệ trúng cũng khá là dễ hơn so với mấy cái đài miền Nam. Đài miền Nam cái giải này nó chỉ có một số anh em, nó chỉ có một kết quả thôi, còn này thì tới ba kết quả lần, cho nên là đài miền Bắc nó dễ trúng hơn rất là nhiều. Thì mấy anh em nào mà chưa mới xem video của mình lần đầu thì anh em có thể là chịu khó săn thẻ trên kênh mình nha. Đây là cái gối nạp không đồng anh em à, ôi nó bèo như cái bánh bèo. Nhận quà thành công chứ anh em, có một ngày chơi vui vẻ đó. Đây là cái sự kiện hôm nay là cái gói nạp không đồng cho mấy anh em nông dân, nó cực kỳ bèo nhèo, nhưng được cái có khúc ngày 3, ngày 7, ngày 14, 21 thì nó có thêm cái lỗi này kia khá là ngon lành của hành. Và hôm nay ở trên game nó có thêm cái sự kiện đó chính là dã ngoại ngày thu đó. Hiện tại bây giờ mà vừa mới qua Tết Trung Thu xong là nó cũng vừa vô mùa thu luôn đây. Không ngờ Hiệp hội Anh Hùng lại tổ chức BBQ à, còn tưởng chỉ ăn cơm không ngờ lại hào phóng như vậy. Fubuki, thịt ngon quá. Nhìn Fubuki cũng ngon không kém anh em à. Fubuki đừng lấy thịt ta, nhìn cô ngon hơn chứ. Fubuki định làm gì thế, đó là nước của thầy. Nhìn con ngon quá. Là thầy chắc là lọc phù hồ anh em à. Chà, có sao đâu, chẳng phải rất là nhiều thịt sao. Ôi, thịt cọc tràn luôn anh em à. Ủa sao rồi thôi, mệt đó là biến đổi anh em. Vô thẳng vấn đề đi, mệt mỏi được chứ, ngồi nói quá nó lại hoài, chừng nào mới xong. Thử thách gần sau, thử thách cô gái mũi, mình thách cô gái mũi hơn, mình sẽ dùm xem thử thách cô gái mũi. Thử thách cô gái mũi mình cần phải có mấy cái vé này đấy mà. Mấy cái vé này ở đâu ra ta? Thử thách gần sau, mình vô thử thách gần sau xem thử đi. Thường với lại khó, thường với lại khó anh em, có hai ải nè thì mình sẽ đây mấy cái vé thử thách cô gái mũi này nè anh em. Mình chiến đấu xong mình sẽ nhận được 10k vàng, cái xin thịt nướng nhân 20 vật phẩm này hoạt động ngày thu, có thể đổi thưởng trong cái tiệc hoạt động hoặc là hoạt động kết thúc sẽ tự động thu hồi. Vật phẩm hoạt động ngày thu có thể đổi thưởng trong rút thưởng hoạt động, chìa khóa bí ẩn, để xíu mình xem thử. Còn cái phiếu của gái mũi này thì mấy anh em cũng đã biết rồi ha. Rồi sẵn mình sẽ review xuống bên dưới luôn tiệm ngày thu rồi nè. Tiệm ngày thu này anh em, trời what the hell, cây ná bị vàng nè trời. Mình để dành khoảng cả tháng trời mình có thể là mình có thể mua được cây ná bi và con bi vàng, mà bây giờ nó lại có trong đây không này em, đổi đúng không nào. Nhưng mà với 4.000 cái xiêm thịt lần, mà khi nào mình có thể là đủ được 4.000 cái xiêm thịt đây. 220 là mình có thể đổi được một cái vé đen rồi anh em. Ôi cái vé thu hồi, có thể thu hồi nè, trời xịn sò. Phần thưởng ngon quá anh em, mà có cả vé tinh anh có lộn, vé cao thủ nè. Thêm cái này là cái gì ta, gương hình tượng ca màu tình ca màu trắng của mặt nạ ngọt ngào, ảnh xuất thân từ ca sĩ anh em à. Còn mấy cái phía sau này cũng không ngon gì đấy cho lắm, cho nên thôi bỏ qua đi. Ở đây mình thích là cái vé màu đen thôi, vé đen với lại cây ná bi vàng để mình đập nó lên 4 sao thôi anh em. Ở đây có cái nhiệm vụ nè, nhiệm vụ đăng nhập 2 ngày sẽ nhận được xin thịt là vé cô gái mũi với lại 20 cái chìa khóa. Cái chìa khóa này dùng để làm gì ta, nhiệm vụ hàng ngày nè, nhiệm vụ hoạt động. Nhiệm vụ hàng ngày của mình cần phải hoạt động là thích làm việc ngày hôm nay là mình phải tích lũy mua 2 lần hoạt lực, hoàn thành 1 lần ải ẩn là gì ta, ải ẩn là gì mình cũng chẳng biết là ải ẩn là gì đâu anh em ơi. Đấy anh em biết, anh em nào biết cái ải ẩn là gì anh em có thể là bật mí cho mình hoặc là cho mình biết nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Diệt cô gái mũi thi luyện một lần anh em à, tiêu diệt cô gái mũi một lần. Còn cái bảo vệ gần sau này là chắc là sử dụng chìa khóa anh em. Đây mình có 20 chìa khóa nè, mở một lần tiêu hao 20 chìa khóa, tiêu hao 20 chìa khóa mở một lần.
ủa mở x1 à, bên này chắc là khi mà anh em có lên 40 thì nó sẽ x2 x3 x4 vậy đó, anh em mà mở một phát rẹt một cái là nó ra hết luôn, khỏi mất công và đít từ từ. Các phần thưởng là bao gồm là mảnh trang bị tím nè, trang bị xanh dương nè, nguyên hiệu cao SP, mấy cái nguyên liệu đó mà cường quá kỹ hoặc thêm cái gương là cái gì 5.000 vàng anh em à, khá bèo ha, bèo nhiều, được có 10.000 vàng anh em. Ôi bên dưới này được cái lỗi nè anh em à, lỗi Genos nè, lỗi chính nghĩa Genos nè. Bên dưới này mình xem thử, ui ngon, được thêm mấy cái túi thiên phú anh hùng nè, thiên phú quái nhân vàng, ui vàng hơi bèo xíu anh em, vàng có 5.000 người ta không đủ mình nhét kẻ găng nữa chứ. Bột tinh xảo, ok, cái gương thằng bí thứ tư là cái, ủa cái này có cái gì vậy ta, à một cái ấn ký, một cái ấn ký anh em à, hiện tại giờ mình cũng chẳng biết cái ấn ký sử dụng làm gì nữa, hay là mình phải thiên phú full hết cái đó thì nó sẽ mới mở cái ấn ký ra, để mình rảnh mình lên trên YouTube mình xem thử là có anh em nào làm đó chưa. Bây giờ mình sẽ mở thử một lần xem cho anh em. Phẹt, trời, hai cái tinh thạch nhỏ dữ vậy ta, hiện tại bây giờ mình hết sạch chìa khóa anh em à, hết sạch chìa khóa rồi. Hiện tại bây giờ mình đang đã còn 3.740 kim cương rồi anh em nghĩ mình có nên đập vô kiếm anh Kin, không biết đâu mình sẽ sở hữu được một anh Kin rồi sao anh em. Tai quả bất ngờ nè, hôm nay không biết là mình có nên đi tai quả bất ngờ hay không nữa, hay là để dành hoạt lực để mang xíu mình sẽ đi vô trong cái giả ngoại anh em, đi giả ngoại các kiểu đó, biết đâu được mình sẽ đổi đời sao anh em. Thì anh em nào mà chưa nạp cái gói 20k bằng 1k thì anh em cứ nhanh tay inbox cho mình nha anh em, số lượng có hạn anh em, hiện tại giờ cái ví Zalo Pay của mình chỉ còn khoảng có 230k thôi, vì vậy mà mấy anh em nhanh tay nha, anh em nào nhanh tay trước rồi mình sẽ tặng trước, còn anh em nào mà chậm tay quá thì sẽ hết và anh em thông cảm giúp mình nha. Hôm nào rảnh, hôm nào có tiền mình sẽ đập vô, mình sẽ đi xì tiếp cho anh em, từ đây tới cuối tháng mới hết, mới kết thúc cái sự kiện mà mình nghĩ là chắc kết thúc cái sự kiện tháng này xong rồi tháng sau nó cũng sẽ có tiếp anh em. Nạp mà người ta nạp vô mà chắc sẽ mở cho mấy anh em nạp tiếp thôi, khoái lắm anh em à. Tự nhiên là có người nạp tiền nhưng mà giờ không ra event cho anh em nạp thì cũng hơi uổng phí ha. Tất nhiên mình sẽ ra cho anh em nạp tiếp thôi. Ok, hôm nay mình sẽ vô thử thách lỗi, mình sẽ xem thử đi. Thử thách cốt lỗi. Anh em nếu mà yêu thích mình làm cái tựa game này thì anh em hãy cho mình một like nha anh em, một like, một đăng ký mà có động lực cho nhiều video hay hơn cho anh em xem. Và nếu anh em có trong góp ý kiến gì đó anh em cứ mạnh dạn để lại dưới phần bình luận nha. Góp ý cho mình để mình có nhiều cái ý tưởng hay hơn, để mình có thể là ra nhiều video hay hơn nữa cho anh em xem. Và nếu mình làm có cái gì mà nó không ổn cho lắm thì anh em cứ góp ý cho mình nha, để mình ngày càng hoàn thiện hơn và mình sẽ ra nhiều video hay hơn, hấp dẫn hơn cho anh em xem. Ôi Kabuto, Kabuto bây giờ mình cũng chẳng biết thay vô con nào ở đây, bây giờ mình sẽ sử dụng cái tem này đỡ đi, tem miễn khá là bựa đó. À bây giờ mình có nên thay con Fubuki vô không ta, vua thú bi vàng hiện tại giờ 3+1 anh em, bi vàng cộng 1 thôi. Bây giờ đâu thay đồng đế được, mình cũng không thay con bu có được luôn, con bu hiện tại giờ khá là trâu bò nha anh em. Đây mình cho con Tatsumaki ra phía sau đi, để mình xem thử con Tatsumaki nó ngon hay không. Có anh em nói là con Tatsumaki có khả năng gây trọng thương cho cái tem địch, cho nên là nó sẽ khiến cho cái con vua thú cào nát mặt cái tem địch luôn. Ấy chết này, sao mình quên mình tắt cái auto đi. Hiện tại giờ con vua bầu trời đam khá to nha anh em, đại tại vì nó có nhiều sao phải, hiện tại giờ với nó cộng hai phải anh em, nên là nó to hơn so với mấy con phía sau này rất là nhiều. Đây Tatsumaki có mấy trăm đam đi nè, khá là, ôi chết nãy mình quên sử dụng chiêu cuối của con Tatsumaki thì phải anh em. Ủa sao hết năng lượng vậy ta, có con nào vừa mới trừ năng lượng của mình thì phải, nãy mình nhớ mình có hai năng lượng mà anh em, hay là mình nhìn lộn qua cái số x2 bên đây, chắc là mình nhìn nhầm anh em, chắc mình nhìn nhầm rồi. Mà không sao hết, đợi xíu mình nổ tiếp mình sẽ có thêm năng lượng thôi. 4 năng lượng. Ok, phẹt. Bây giờ mình sẽ cho mấy cái con này nó ra đòn mới được. Thôi, để cho mấy con kia đi. Tatsumaki đi, cho Tatsumaki đi anh em. Con bu nè, con bu cũng được, con bu đam khá là to nha anh em. Phẹt. Hiện tại giờ con bu đang như là cộng 3 rồi phải anh em. Cộng 3 hay cộng 2 gì đó. Ôi đam bé tí rồi anh em ơi. Ôi, mình để cho con đồng đế này khỏi ra nổ đi. Tiếp theo sẽ là đoàn ga mắt của bi vàng anh em ơi, bi vàng sụp đổ
te tua tơi tả đó, mình thích vô thú là ở đó anh em. Nó khả năng phản kích, với lại Samurai cũng vậy, Samurai cũng có khả năng phản kích anh em, khá là ngon. Anh phản kích, mỗi lần anh phản kích chém một phát thốn, cực kỳ thốn anh em à. Phải chi hiện tại giờ cái con vua thú của mình nó khá là nhiều mảnh nha anh em. Bây giờ mình đập dám lên được hơn 4 sao anh em à. Đây, hiện tại bây giờ nó còn khá là nhiều mảnh, như là tới 100 ngoài mảnh vua thú, như là 100 ngoài mảnh luôn anh em à. Vua thú lại con bu nè, hai con này mình có khá là nhiều mảnh luôn mà hiện tại giờ mình chưa có nuôi, cho nên là cũng khá là tiếc ha. Bởi vì mình nuôi nó luôn thì khá là ngon, nhưng mà hiện tại giờ không biết thay vô vị trí con nào trong cái team của mình hết anh em. Bỏ thì tiếc mà nuôi thì cũng không biết là bỏ vô con nào, thay vô vị trí con nào. Đây, ok, mở được thêm một cái đây nè. Ôi trời, con cá sấu, con khủng long có tha môi son anh em à. Nói chết, nãy như mình chưa có chọn con Kabuto, thôi kệ đi, khỏi luôn đi. Sử dụng cái team mà đỡ đi, thôi, để xíu mình sẽ vô xa, chơi xa anh em, đi cái đó tốn thời gian quá. Để mình vô trong siêu thị đi, mình đi shopping xíu anh em, xem thử có đồ tím không. Không có rồi anh em à, không có một cái món tím đâu hết. Tạp quá, ra cửa hàng tạp quá, để mình xem thử có cái gì để mua hay không. Không có gì để mua hết anh em ơi, cũng không đủ luôn. Rồi, thì mình đã review sương sương về mấy cái sự kiện mà, để mình vô trong chiêu mộ mình xem thử ấy. Hiện tại bây giờ mình chỉ được có một cái vé đen thôi, 8 cái vé cao thủ, 7 cái vé tinh anh. Kin nè anh em, để mình xem thử kin. Trời, ở trong được có nhiều con quá nè, có tỷ lệ ra được con kin cũng khá là khó nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 con. 9 con SSG, nếu mà anh em ra được con SSG tỷ lệ chỉ có khoảng 11% thôi, 11% là anh em có thể là ra được con kin thôi. Khá là nhỏ anh em, mà cái tỷ lệ mà ra được SSG anh em chỉ có đó là 1,3% anh em thấy không? Xoay bao nhiêu cái mới được ra một con SSG, mà xoay thêm bao nhiêu, mà cái tỷ lệ ra con SSG là con kin là lại thấp, chỉ có 11% thôi anh em. Nói chung là cũng khá là thấp anh em mà. Để mà ra được con kin nói chung cũng khá là chua đó anh em. Cho nên là bây giờ chắc là không biết mình có nên là xả kim cương luôn hay không. Hiện tại giờ mình chỉ có thể, nếu mà mình dồn hết mình mua luôn thì chắc cũng được khoảng chưa tới 20 vé anh em à. Nếu ngày mai hên xui mình có thể là mua được 20 vé đó. Thì để ngày mai mình suy nghĩ thử xem sao. Bill vàng có thể tăng sao này anh em. Ôi, úp lên luôn. Hiện tại bây giờ chỉ còn 1, 2, 3 cái nữa thôi mình có thể là lên được 5 sao rồi anh em à. Đang ngày càng tiến gần tới vị trí 5 sao. Hôm nay xả hết mấy cái cú đấm này rồi, cho nên là mấy cái huy hiệu này hết rồi, cho nên là không có úp lên được tiếp. Còn Kabuto hiện tại giờ còn thiếu 3 mảnh đó anh em. Đây, bây giờ mình đang đập cho cái con mặt nạ ngọt ngào lên lên bạc cam anh em à. Mình cho em nó lên bạc cam đi, đấm cho nó thốn một xíu nữa. Xong phim. Ây, để mình vô trong cái sự kiện, mình vô mình đi quýnh thử anh em. Giả ngoại ngày thu. À khoan, để mình vô trong hoạt động mình xem thử là hôm nay hoạt động nó có cái gì mới không anh em. Ở đây có người đàn ông mạnh nhất công bố nhiệm vụ hạn giờ. Đây, nếu mà anh em nhận được kin, em sẽ nhận được mấy cái phần thưởng này. Kin lên 3 sao nè, kin và huấn luyện khắc nghiệt 3 lần. Kin, mấy cái nhiệm vụ này dành cho kin thôi anh em à. Chia sẻ giả ngoại, phúc lợi, huấn luyện như nè. Hoàn thành nhiệm vụ, mấy cái này chắc anh em, mấy anh em biết hết rồi. Tình ca màu trắng, kế hoạch bồi dưỡng mua vật phẩm ở siêu thị 5 lần. Thí luyện nhân vật là kin, thí luyện kin. Chiêu mộ hẹn giờ, chiêu mộ hẹn giờ là cái sự kiện chiêu mộ kin thôi anh em. Hôm nay không có hoạt động gì hết. Rồi, ok, quỷ thác cũng đã có cái nào đó hoàn thành rồi nên em vô, mình sẽ vô xem Saitama để xem sao. Hôm nay mình có xin hai cái mảnh này mà chắc mấy anh em kia chưa có. Ok, hên quá anh em à. Đây, sẵn rồi, mình xúc cái này luôn đi. Đó, rồi, ok. Ghép luôn anh em à. Đây, mốt hàng, trời, lên được thêm 9.000 lượt chiến anh em à. Mình chia sẻ mình sẽ nhận được thêm 50 kim cương nữa. Ngại ngùng gì mà không chia sẻ anh em. Rồi, thêm 50 kim cương nữa mà. Ten. Thêm 50 kim cương nữa anh em ơi. Rồi, ok, mình sẽ qua cái tiếp theo là cái gì đây. Cái bên đây sẽ tấn công toàn đội 600 và HP thêm 3.000 nữa, 6 nữa, 3.600 đây mà. Bên đây là Tatsumaki. Rồi, ok, mình đã rút xong cái lần ngày hôm nay rồi. Để ngày mai mình sẽ rút tiếp. Ten, hên quá, tăng được thêm khúc lực chiến 685k rồi anh em à. Thấy lực chiến to vậy thôi chứ đội hình nó cùi lắm anh em, cùi bắp dữ lắm. Đi quýnh toàn là bị ăn hành ngập mồm luôn.
không thể nào mà há miệng ra được, đầy hành trong nhiều quá. Để mình vô trong cái trạm tiếp tế mình xem thử hay không có gì để mình có thể mở được, về nhà mình xem quỹ thác có cái nào xong không, có cái nào mà nó cho mình cái vé bên trạm tiếp tế hay không, mà để mình vô mình xem thử. 6 hiện tại giờ mình không có. Được một cái vé linh kiện. Ôi cái này không có đâu anh em, 13 phút nữa mới hoàn thành hết mấy cái nhiệm vụ này. Ôi 13 phút lâu lắm anh ơi. Hiện tại giờ video nó cũng khá là dài rồi. Thì hôm nay mình cũng đã nói xong hết mấy cái sự kiện ngày hôm nay cho anh em tóm tắt. Ngày hôm nay chắc là mình sẽ không ra thêm video mới với anh em. Để mình xem thử có sự kiện nào mới mình sẽ ra thêm video nha. Hiện tại bây giờ cũng không còn cái sự kiện gì để mà có thể là ra cho anh em xem ở đây. Rồi ok, thôi chắc mình sẽ kết thúc video ở đây nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo của tựa game One Punch Man của BNG. Và nếu mà anh em yêu thích mình làm cái tựa game này, anh em hãy nhớ cho mình một like nha anh em. Và đừng quên để lại đóng góp ý kiến của anh em dưới phần bình luận nha, để mình tiếp thu ý kiến của anh em và cho ra những có những ý tưởng hay để mà cho ra những video cho anh em hấp dẫn hơn cho anh em xem. Rồi ok, thôi mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em nha. Bye bye anh em.